Mẹ tọp rà bà rù xì, bà chăm kà nơi giam rà phùm, nơi lưu tức đầy Ukraine tự tùa xóa thà, kà rộp rà kẹt hì mạc rà bà xà rốt ảm rình. Ách rừng chà răn con tọp rù xì, chênh pì giam rà phùm, nóm ai tọp rù xì bạc tọp. Khả nạc đai, lúc kà tự tùa xóa thà, nơi đàm bàn khờ sân, kà viên sinh thúc rà bọc con tọp Ukraine. Đại bà rà bà bàn à vụt bà phết nì, kâm phông tệ miễn priếp lưu con tọp rù xì. Adam Zanay, rập bà rù xì, đại tướp trang bàn lục Putin, tăng tăng, chỉ mẹ bình chìa ca con tọp nây xa mò rập hùng nây lưu tức đầy Ukraine. Cứ Adam Zanay, Sergei Zorovitskin, bàn nhạy thà. Khả nạc nì, nơi đàm bàn khờ sân, rập kết hay mát rập bà xa rốt Amrích, đại bình chùn mong ai con tọp Ukraine, bàn cầm phông tệ bánh chom cô đau chì trơn, nơi lưu xa mò rập hùng, nơi đàm bàn khờ sân, tại lục tha. Rập rô kết nụ, có bánh chom lần nâu thàn hệ thà rạch ngà xâm phoan xì vô phong đại. Lúc bàn thà lấy đứng đi, nơi khăn nông bắt xâm phí. Mùi rập bà tù tù Rússi, Rússi State TV. Lúc bàn bình chạy thà con tuộp Rússi, cầm phong tại trình liệt bà chí chôn trình bí đâm bàn khờ sân ai ọ. Hãy thà, nâng thư tòa lạc ca đâm bay trò tuộp trong phố ca về giang sinh thúc rập bà con tuộp Ukraine. Nơi thay đi, thì phần nghe xa bà miên IP bàn chọc sai thả. Đâm bàn khờ sân cùng bông phụ sân kriêm bình tâm hưng mà đoàn tiệt hỏi. Nơi khả nạc đại con tọp Ukraine bánh bà hà đòi bà bàn rocket HIMARS đòi miên bà sư tập hiệp bàn phật rà bà xa rốt Amrích. Hỏi lời đi, bàn đại đăng thả à nhà thơ nơi đâm bàn khờ sân để Rússi lớp bàn tọp nụ bàn bình chia tờ căn bà chi chôn rô nơi khả nông đâm bàn nụ tiếng ọ. Ở trại tranh bị đâm bắn khơi sân chiếc bắn toàn đập bay ở con tọp Rússi sưu phần mặt ca chói tọp trong vụ con tọp Ukraine đại vi lúc nhang khăn đi gây đi ca bán đăng thả bởi chi chân nước nông đâm bắn khơi sân bởi màn chiếc bàm mơ tới bàm mơ nẹ bàn cầm bông tại phía luôn tự căn chơi răng tân lì nấy tân lê đi đi bà rô đại ca châm liên ní chập đám nơi thay bột tí đập rầm buồn tôi là đi hơi tha chân phía luôn ta nụ từ đây cái băng qua thua đầm nào cho từ từ đây Rússi ní bị dùng tam lục Vladimir Sado bật thiên cái ca ra tập ba nước đầm ban Kherson đại lượng mình tập đại robot thì không muốn school hỏi lúc ban prap bật quan sắp sai Rússi Ryanovsky nơi thay thì đập rầm buồn tôi là đi thì phải nghe xa phở mình ở đây bà đang tha nẹ sọc nông đồng bán nụt từ tụ bán xa chi á xò đòi phở miên ập chạy tranh phí đâm bắn khơ sân chi bần toàn cứ mần ai nơi bần to xa nạ nơi tiết nụ tì bụ thà đồng bán đi ai nâng khlẹc nông xa vào phùm chạy cao giang xuân thô xuân thư bầm phật được chứ nè phải chứ chân mần trâu thật nâng nông lầm lâu thàn rước nông phùm ra bọc khuôn bàn đại khát tì krong nâng nông đồng bàn khờ sân nâng đồng bàn xem sinh tiết trở bàn con tàu rù xì chạp dọc bàn tăng phí thay đồng bông nâng ca bạc bàn bạc ca sắc phí xe lứa tức đây Ukraine nâng thay tìm một phây buôn cùng phẹt mộc nụ bàn tay nâng đồng nạc ca trong cơ rơi nì Ukraine bàn thua ca viết bò tự đồng bàn khờ sân nụ đào dọc bàn đồng bàn nụ chưa trơn trở lọc mộc mình hỏi bàn thay lứa nì con tàu Ukraine trở bàn rì ca mộc tha bàn dọc phùm nâng nông đồng bàn khờ sân nụ bàn 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 kia bạch sập phùm tớ hảo bà tam xa bàn miên nì tìm nạng nghe xa bàn miên ai bê bàn chọc sai thả con ngầm lăng Ukraine nơi bí ní bàn rừng chân con tàu Rússi một kiếp nâng tuần lê đi bro cứ bà mang tiên nơi xa 30 km tiếp bàn nọ hai nơi bí ní con tàu Ukraine ai nâng rô châu tì krong khơ sân bàn tiết phòng bà màn ai thuốc bàn nông bà mang mong tiết ní cứ tìm nông chiếc phùm rùi tì nơi trong xa bà đá đi ở năm sân này mẹ bình chìa ca con tàu Rússi bà chăm nơi bà tì Ukraine để tiếp tăng tăng thăm mây hãy thuộc căn mục đầm này chỉ mê tuộc nâng nông bởi tí xe rì phong đài nụ đầm xe này rút nít bàn thay lãnh thả phần bát ca thay tọp rồi bỏ con tọp Rússi cứ thật nông sát thàn phiếp dứt dứt tại lúc tự tuốt xe có thả ca vi rừng chẳng rồi bỏ con tọp Ukraine cứ đòi xa tại bà bọn rô kết HIMARS để bà bọn rô kết HIMARS đi việc bàn bánh mực lưu cốt đáy chỉ chẳng sốp bay tại cốt đáy rồi bỏ xì vơ có trợ bàn bánh tâm lẹ ở trời phong đại khờ sân cứ chia đấm bắn tại mùi cột đại Rússi chạp dọc bàn môn kỳ tương ọc nơi bê đại Rússi lực tọp lúc lùi Ukraine nơi thay một phách buôn cục hẹn vì miền cầm lăng bạc cả đấm bắn khờ sân nâng đấm bắn bay xây tiết thật nâng nông đánh đầy ra bọc luôn hỏi bàn toa trao
ការថ្កោលទោសរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៀតផងរុស្ស៊ីព្រមានថាបើតំបន់ណាមួយក្នុងចំណោមតំបន់ទាំង4នេះធ្លាក់នឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនឈ្លានពានទឹកដីរុស្ស៊ីទៅវិញនោះទេតែសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាទោះជារុស្ស៊ីព្យាយាមយកទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈរូបភាពណាក៏ដោយក៏នៅតែជាអំពើខុសច្បាប់អាដាមស្នៃសូរូស្វីកស្គីនបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រព័ន្ធហ៊ីម៉ាសនៅពេលនេះបានផ្ដាច់ស្ពាននៅតំបន់ខឺសិនមួយកន្លែងទៀតហើយគឺស្ពានអាតូនីស្វីស្គីហើយនឹងបានបំបែកបំបាក់និងបានបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកាកូកាលោកថានៅពេលនេះនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីដាច់នៅតំបន់ខឺសិននេះវាជាការលំបាកក្នុងការដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវវាយការពារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅពេលជាមួយគ្នានេះអន្តរមស្ដីរុកនេះបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារនៅពីពេញសមរភូមិនៅអឺរ៉ុបនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសផងដែរគឺនៅក្នុងតំបន់លុយហាន់និងដូនញ៉ែកអន្តរមស្ដីរបស់រុស្ស៊ីម្នាក់នេះបានទទូចថាដើម្បីទប់ទល់នឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបើកប្រម្បត្តិការវាយប្រហារតាមទ័ពអាកាសឬក៏បាញ់ដោយមីស៊ីលវងប្រម្បត្តិការឆ្ងាយទើបអាចទប់ទល់បានបើពុំនោះទេអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែមានព្រៀបក្នុងសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសនៅពេលដែលស្ថានភាពសង្គ្រាមកំពុងតែធ្លាក់ចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីទៀតនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះគេសង្កេតឃើញរុស្ស៊ីបើកប្រម្បត្តិការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយរូបភាពថ្មីមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់គ្រាប់ដែលបាញ់ចេញពីយន្តហោះ drone និងបាញ់ចេញពីមីស៊ីលរាជរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានដឹងថាអ៊ុយក្រែនបានអាងថាក្នុងរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះបើរាប់ពីថ្ងៃទី13កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី13តុលានេះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone ដែលជាយន្តហោះផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវបានរុស្ស៊ីទិញយកមកប្រើប្រាស់នោះគឺត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដល់ទៅ220គ្រឿងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចាប់តាំងពីការបាញ់ទម្លាក់លើកដំបូងបំផុតនៃយន្តហោះ drone អតិឃាត Zahat 136ដែលជាផលិតផល drone របស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានប្រគល់មកឲ្យរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនោះគឺរយៈពេល1ខែមកនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone របស់អ៊ីរ៉ង់នោះគឺមាន223គ្រឿងតែអ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថាការពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋធានីគីវនិងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដល់ទៅជាង40ទីក្រុងត្រូវបានបាញ់ប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងយន្តហោះ drone មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀស្លេនស្គីបានថ្លែងថានៅទូទាំងប្រទេសរបស់លោកភ្លើងអគ្គិសនីប្រមាណជា 30% ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារតែការបាញ់កំទេចដោយយន្តហោះ drone របស់រុស្ស៊ីនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះលោកចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបញ្ជូន drone ហើយរំពឹងថានឹងបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលទៅឲ្យរុស្ស៊ីថែមទៀតនោះថាកំពុងតែជួយបង្កវិនាសកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកបានអំពាវនាវទៅពួកប្រចាំប្រទេសឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះអរិយាប័ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះតែសូមជម្រាបថាមកដល់ពេលនេះប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ